Thưa quý vị và các bạn, để giúp đoàn viên người lao động dễ dàng mua sắm tại chợ Tết Công đoàn 2024 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức trên các sàn thương mại điện tử, nhiều cán bộ công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đã nhiệt tình hướng dẫn cho đoàn viên công đoàn của mình dễ dàng tiếp cận với chợ Tết này. Sau đây là những chia sẻ của cán bộ công đoàn cơ sở ở Sóc Trăng. Doanh nghiệp có được Tổng Liên đoàn hỗ trợ là 25 suất. Rồi sau khi mà đi tập huấn về thì là mình sẽ thành lập một cái group của các tổ trưởng công đoàn, sẽ gửi vào đó văn bản hay là những cái clip hướng dẫn, điện thoại trực tiếp hướng dẫn cho các anh em. Là có một số anh em là không có điện thoại smartphone cho nên là vẫn là hướng dẫn là nhờ các tổ trưởng công đoàn hoặc là một số đoàn viên đăng nhập dùm cho các anh em luôn, và hướng dẫn mua hàng trực tiếp luôn cho anh em tự lựa chọn. Xong rồi thì mình sẽ thoát ra để cho anh em an tâm. Thì hiện nay mình đã mua được cỡ khoảng 50% rồi, thì còn 50 đó lại thì sau tuần thì mình sẽ đến trực tiếp các đơn vị, mình hướng dẫn tiếp tục để cho các anh em được tiếp cận và mua hàng, họ được hỗ trợ của tổng. Người lao động của mình ở đây cũng còn gặp chút khó khăn, ví dụ như là chưa có thường giao dịch ở trên cái sàn điện tử như thế này, hoặc là họ không có điện thoại thông minh. Và chúng tôi sẽ giúp họ đi chợ là chọn món hàng đã xong, rồi báo với họ cân đối về cái tài chính làm sao cho đảm bảo là trong 300.000 trở xuống, và luôn luôn đảm bảo là làm cái thao tác nào cũng sẽ cho họ thấy trên màn hình rõ ràng hết, công khai minh bạch. Hoặc thậm chí là anh chị em lao động có hủy thẻ, hủy tài khoản đó thì chúng tôi hủy cho luôn, đồng thời là liên kết với HD Saison để mời công ty HD Saison qua, rồi chúng tôi bố trí một cái vị trí để cho người lao động có thể đến đó để được hướng dẫn. Tuy nhiên là trong lúc chúng ta áp dụng cái công nghệ mới nào thì nó cũng gặp khó khăn, nhưng quan trọng là chúng ta phải cùng nhau để chia sẻ tìm ra cái giải pháp. Sóc Trăng có là 1.917 người trên tổng số 2.000 đại nghị tổng liên đoàn là thông tin là hợp lệ. Thì các cấp công đoàn thì cũng đã hướng dẫn đoàn viên thực hiện các cái thủ tục cần thiết để nhận thẻ và dùng thẻ để mua sắm trên cái các gian hàng chợ Tết online của tổng liên đoàn. Ở một số nơi đó thì anh em khi mà thực hiện thành công là có xây dựng một số cái clip rồi up lên trên Facebook rồi Zalo của công đoàn để cho đoàn viên mà chưa có làm được đó, họ xem cái clip, những cái clip ngắn đó để họ về họ tự làm. Đã có trên 500 người đã mua hàng được rồi.